Kính thưa quý vị, một người đàn ông được giải cứu khi tìm cách chèo thuyền từ New York đến Scotland, tin từ New York. Mới đây, người đàn ông đã được giải cứu khỏi một cơn bão khi đang chèo thuyền vượt Đại Tây Dương từ New York đến Scotland. Anh Neil Ian McDonald, 39 tuổi, đã gửi đi tín hiệu cấp cứu bằng điện thoại vệ tinh khi đang ở vị trí cách 50 hải lý so với bờ biển. Theo các quan chức cảnh sát biển cho biết, một phi công được cử đi đón McDonald đã buộc phải quay trở về căn cứ vì gặp phải bão sát trên đường đi. Tuy nhiên, một chiếc tàu giải cứu của cảnh sát biển đã tiếp cận và đưa McDonald trở về an toàn vào nửa đêm ngày hôm qua. Theo thông tin cho biết, McDonald đã lên kế hoạch dành 3 tháng để chèo thuyền đến Stornoway thuộc đảo Lewis để quyên tiền cho Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Scotland. Theo các quan chức cảnh sát biển cho biết, McDonald đã được tìm thấy với một vết cắt trên đầu và bị mất máu. Hiện nay, người đàn ông đến từ Scotland này đang được điều trị tại một bệnh viện ở New Jersey.